Thưa quý vị, thời gian qua, tỉnh Đồng Nai đã đẩy mạnh phát triển chính quyền điện tử, ứng dụng công nghệ thông tin nhằm đưa lại những tiện ích tốt nhất cho người dân, doanh nghiệp. Bằng các giải pháp thiết thực hiệu quả phù hợp với thực tế, Đồng Nai đang hướng đến xây dựng chính quyền số, nền tảng để thực hiện thành công chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại quyết định số 749 ngày 3 tháng 6 năm 2020. Để phát triển chính quyền điện tử, Đồng Nai đã áp dụng nhiều giải pháp hiệu quả trong công tác quản lý, điều hành, phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân, doanh nghiệp. Và để cho quý khán giả hiểu rõ hơn những kết quả về chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Đồng Nai thời gian qua, Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Nai phối hợp với Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Đồng Nai tổ chức chương trình tọa đàm với chủ đề Chuyển đổi số trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Và chúng tôi cũng xin trân trọng giới thiệu ba vị khách mời sẽ tham gia với chúng ta trong chương trình ngày hôm nay. Xin được trân trọng giới thiệu ông Võ Hoàng Khai, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Đồng Nai. Ông Nguyễn Thanh Hùng, Chủ tịch Hội Tin học Đồng Nai. Và bà Võ Thị Huỳnh Mai, Trưởng phòng Phòng Văn hóa Thông tin thành phố Biên Hòa. Vâng, trước tiên thì Tuyết Khai xin được cảm ơn ba vị khách mời đã dành thời gian tham gia chương trình ngày hôm nay. Vâng, thưa quý vị, chuyển đổi số là gì và nó có vai trò quan trọng như thế nào trong thời đại ngày nay, nhất là trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư? Trước khi cùng với các vị khách mời chúng ta phân tích sâu hơn về vấn đề này, thì Tuyết Khai mời ba vị khách mời cũng như quý khán giả chúng ta cùng xem clip sau đây. Có thể định nghĩa một cách ngắn gọn và dễ hiểu, thì chuyển đổi số là sự tích hợp các công nghệ kỹ thuật số và tất cả các lĩnh vực của một doanh nghiệp, tận dụng các công nghệ để thay đổi căn bản cách thức vận hành, mô hình kinh doanh và cung cấp các giá trị mới cho khách hàng cũng như tăng tốc các hoạt động kinh doanh. Tại Việt Nam, khái niệm chuyển đổi số thường được hiểu theo nghĩa là quá trình thay đổi từ mô hình doanh nghiệp truyền thống sang doanh nghiệp số bằng cách áp dụng công nghệ mới như dữ liệu lớn, Big Data, Internet cho vạn vật, IoT, điện toán đám mây, Cloud, nhằm thay đổi phương thức điều hành, lãnh đạo, quy trình làm việc, văn hóa công ty. Những lợi ích dễ nhận biết nhất của chuyển đổi số đối với doanh nghiệp đó là cắt giảm chi phí vận hành, tiếp cận được nhiều khách hàng hơn trong thời gian dài hơn, lãnh đạo ra quyết định nhanh chóng và chính xác hơn nhờ hệ thống báo cáo thông suốt kịp thời, tối ưu hóa được năng suất làm việc của nhân viên. Những điều này giúp tăng hiệu quả hoạt động và tính cạnh tranh của tổ chức, doanh nghiệp được nâng cao. Vâng, sau khi xem clip vừa rồi thì chắc hẳn là ba vị khách mời cũng như là quý khán giả đã phần nào hiểu được những cái lợi ích và sự cần thiết phải thực hiện chuyển đổi số. Vậy thì tại sao chuyển đổi số lại quan trọng và nó mang lại những lợi ích gì trong việc phát triển doanh nghiệp? Câu hỏi đầu tiên thì Tuyết Khai xin được hỏi ông Võ Hoàng Khai ạ. Thì như chúng ta đã biết thì từ khóa chuyển đổi số thì được nhắc đi nhắc lại trên các phương tiện truyền thông đại chúng cũng như các thành viên của chính phủ trong thời gian qua. Nhưng mà chúng ta ít thấy vấn đề trao đổi cụ thể về cái bản chất cái chuyển đổi số là gì và phải làm gì để chuyển đổi số thành công. Thì chúng ta hiểu rằng là thực chất chuyển đổi số là vấn đề đổi mới sáng tạo trong cái cơ quan nhà nước cũng như trong các doanh nghiệp. Và nó thực hiện dựa trên ba cái trụ cột chính. Thì chính quyền số nó sẽ là giúp cho chính quyền hoạt động hiệu quả hơn, hiệu lực hơn, giảm tham nhũng cũng như minh bạch hơn. Vấn đề thứ hai là về kinh tế số, là nó sẽ thúc đẩy chuyển đổi, sáng tạo và đổi mới giá trị giúp gia tăng năng suất lao động cũng như là đổi mới và tránh cái bẫy thu nhập trung bình. Và vấn đề thứ ba là xã hội số, thì nó giúp cho người dân bình đẳng về cái cơ hội tiếp cận những cái dịch vụ và đào tạo. Thì như vậy chúng ta có thể thấy rõ cái việc chuyển đổi số là mang lại rất là nhiều cái lợi ích mà nhà nước cũng như cái doanh nghiệp mà chúng ta đã hưởng. Đó là thứ nhất là thu hẹp cái khoảng cách giữa các bộ phận quản lý trong cái doanh nghiệp. Thứ hai là tăng cái sự minh bạch, hiệu quả trong cái hệ thống quản trị của doanh nghiệp. Thứ ba là tối ưu hóa cái năng suất của nhân viên trong cái doanh nghiệp đấy. Và thứ tư là nâng cao cái khả năng cạnh tranh giữa các doanh nghiệp với nhau. Và cái thứ năm là việc chuyển đổi số là một cái xu thế tất yếu mà tất cả các cơ quan nhà nước cũng như doanh nghiệp trong thời gian tới và chúng ta phải triển khai thực hiện thì doanh nghiệp nó mới tồn tại và phát triển được. Vâng, xin được cảm ơn câu trả lời của ông Võ Hoàng Khai. Thưa bà Võ Thị Huỳnh Mai ạ, thành phố Biên Hòa là một trung tâm kinh tế xã hội của tỉnh với nền công nghiệp phát triển rất là mạnh mẽ. Vậy thì tại thành phố Biên Hòa thì chuyển đổi số đang được diễn ra như thế nào thưa bà? Như chúng ta đã biết, chuyển đổi số là một cái quá trình tổng thể và toàn diện của cá nhân và tổ chức về cách sống, cách làm việc cũng như là cái phương thức sản xuất trên cái công nghệ số.
Thì đối với thành phố Biên Hòa là một địa phương lớn, là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của toàn tỉnh, thì cũng không thể nào nằm ngoài cái cuộc đua chuyển đổi số. Do đó, với vai trò là cơ quan tham mưu của Ủy ban Nhân dân thành phố, thì chúng tôi cũng đã tham mưu ban hành cái kế hoạch số 4657 của Ủy ban Nhân dân thành phố để thực hiện cái việc chuyển đổi số từ nay đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030. Trên cơ sở đó thì cũng tham mưu để thành lập ban chỉ đạo chuyển đổi số của thành phố Biên Hòa, đặc biệt là thành lập tiểu ban tuyên truyền, vì đây là cái tiểu ban quan trọng để tuyên truyền về chuyển đổi nhận thức của người dân. Làm sao đó khi mà người dân tiếp cận được với chuyển đổi số thì sẽ có một cái nhận thức mới, cái tư duy mới, và sẽ cùng với thành phố, đồng hành cùng thành phố khi mà triển khai những cái chương trình cũng như là các cái công việc liên quan đến chuyển đổi số. Đối với thành phố Biên Hòa thì chúng tôi cũng đã có cái phân tích và đưa ra các cái chỉ tiêu rất là cụ thể của từng lĩnh vực. Ví dụ như đối với lĩnh vực chính quyền số thì bắt buộc là 100% các cái văn bản đều phải thực hiện trên môi trường điện tử. 100% cán bộ lãnh đạo và công chức là phải được cấp chữ ký số và thực hiện ký số. Ngoài ra thì đưa vào khai thác và sử dụng các cái ứng dụng từ trung ương đến địa phương để đảm bảo cái việc mà triển khai thông suốt và hiệu quả. Bên cạnh đó thì các cái phần mềm về quản lý tài sản, quản lý tài chính, quản lý nhân sự và đào tạo tập huấn thì cũng được thành phố triển khai cho các phường xã, để trong cái quá trình quản lý thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số nó sẽ thành công hơn. Đối với nội dung về chuyển đổi kinh tế số thì việc tuyên truyền để cho các doanh nghiệp cũng như là người dân thực hiện thanh toán điện tử 100% không dùng tiền mặt, và 100% các cái sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp mà theo tiêu chuẩn của OCOP sẽ được tuyên truyền quảng bá rộng rãi trên các trang thông tin điện tử, các trang thương mại điện tử. Còn đối với lĩnh vực xã hội số thì sẽ tạo điều kiện mọi cách để người dân có thể tiếp cận được các cái lĩnh vực y tế, giáo dục sẽ hiệu quả. Ví dụ như đối với giáo dục đào tạo thì chúng ta sẽ đưa vào những cái ví dụ như là sổ liên lạc điện tử, rồi tin nhắn SMS và đóng học phí online. Rồi đối với dịch vụ y tế thì cũng sẽ thực hiện tư vấn và khám bệnh từ xa đối với người dân và các cái tổ chức y tế trên địa bàn. Dạ vâng, cảm ơn chia sẻ của bà Võ Thị Huỳnh Mai ạ. Chúng ta không thể nào phủ nhận sự cần thiết cũng như những lợi ích mà chuyển đổi số mang lại. Song thì thực tế cho thấy là các doanh nghiệp tại Đồng Nai nói riêng và cả nước nói chung đang đứng trước thách thức trong cuộc chuyển đổi số. Vậy thì những khó khăn thách thức đó là gì? Câu hỏi này Thuyết Kha xin được hỏi ông Nguyễn Thanh Hùng ạ. Dạ vâng. Chúng ta thì cũng đã nói nhiều về cái chuyển đổi số và cái bức tranh cái công nghệ mới và cái lợi ích từ cái chuyển đổi số mang lại cho doanh nghiệp cũng như là xã hội. Việc này thì nó có cái tác dụng rất lớn, nó giúp cho xã hội, cho doanh nghiệp có cái nhận thức ban đầu về cái việc mà chuyển đổi số. Tuy nhiên, khi muốn đưa cái chuyển đổi số đi vào cuộc sống thì doanh nghiệp cũng đang rất là lúng túng. Cái sự lúng túng ở đây là họ không biết làm cái gì, bắt đầu từ đâu và làm như thế nào. Chính vì vậy cho nên là cái việc mà doanh nghiệp mà lúng túng như thế đấy thì nó cũng tạo nên cái sự khó khăn. Họ có suy nghĩ là có thể rằng là họ đầu tư không hiệu quả và sẽ có nhiều rủi ro. Thì cái đó chính là những cái sự lúng túng đó chính là cái khó khăn cho cái doanh nghiệp hiện nay. Khó khăn trong chuyển đổi số đó thì nó còn đến một phần là do cái sự hiểu biết chưa hết của doanh nghiệp. Tức là doanh nghiệp họ có thể lo suy nghĩ là khi mà chuyển đổi số đó thì doanh nghiệp là phải đầu tư chi phí, tiền bạc, nhân lực và công nghệ. Thì chính vì vậy cho nên là cái việc này doanh nghiệp họ cũng rất là
tính toán. Tại vì đối với doanh nghiệp thì vấn đề lợi nhuận là quan trọng. Thì đây cũng là một cái nguyên nhân mà làm cho cái việc chuyển đổi số nó cũng khó khăn. Một phần nữa là khi doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi số thì cái việc mà chọn cái giải pháp hoặc là cái sản phẩm mà nó không có chất lượng thì nó sẽ gây nên cái rủi ro cho doanh nghiệp. Thì đó là những cái vấn đề mà hiện nay cái việc khó khăn trong cái việc chuyển đổi số cho doanh nghiệp cả nước cũng như là Đồng Nai nói chung. Thì thực sự thì đối với cái khó khăn lớn nhất đối với chuyển đổi số hiện nay theo như chúng tôi đó thì đó là thay đổi thói quen. Thách thức lớn nhất của cái chuyển đổi số là cái nhận thức đúng. Thay đổi thói quen là một việc làm rất khó. Và thay đổi cái văn hóa doanh nghiệp thì cũng là một vấn đề rất là khó. Cái việc này được quyết định theo tôi thì là do người đứng đầu đơn vị hoặc do người chủ doanh nghiệp thì mới quyết định được cái việc chuyển đổi số. Dạ vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ của ông Nguyễn Thanh Hùng. Thưa ba vị khách mời và quý khán giả thân mến, chuyển đổi số là xu thế được cho là không thể đảo ngược trong hoạt động sản xuất kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp hiện nay. Tuy nhiên, nền tảng cho công cuộc chuyển đổi số hóa nền kinh tế vẫn đang gặp rất là nhiều khó khăn, nhất là trong công tác đào tạo nghề nghiệp. Và để có thể chuyển đổi số thành công bền vững thì yếu tố con người có vai trò quyết định. Vậy thì theo ông Võ Hoàng Khai, ông nhận định như thế nào về vấn đề này ạ? Thì chúng ta đã biết là muốn chuyển đổi số thành công thì cái đầu tiên chúng ta phải quan tâm đó là nguồn nhân lực chất lượng cao mà các doanh nghiệp vừa và nhỏ của chúng ta là đang gặp phải và rất là khó khăn trong vấn đề này. Thì ở đây là nguồn nhân lực để chúng ta làm chủ được cái công nghệ mới, chúng ta cái nguồn nhân lực để đáp ứng được những cái ngành nghề mới. Thì hiện nay có rất là nhiều cái ngành nghề mới mà chúng ta nó được tạo ra mà gần như là sinh xuất. Thì có vừa rồi cũng có một điều đáng mừng là Thủ tướng Chính phủ đã có vào ngày 31 tháng 12 2021 thì có ban hành một cái quyết định là 2222 về việc phê duyệt một cái chương trình chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến 2030. Thì đây là một trong những cơ hội để tạo ra rất là nhiều giá trị trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp trong thời gian tới. Thì có thể nói là con người là một yếu tố quyết định trong vai trò cái sự thành công của chuyển đổi số của chúng ta. Thì bởi vì chuyển đổi số chính là sự thay đổi mà con người nó phụ thuộc vào ba cái yếu tố quan trọng như sau. Thứ nhất là yếu tố về nhận thức. Thì chuyển đổi số đầu tiên chính là chuyển đổi nhận thức của con người. Và nhận thức đóng vai trò quyết định. Thì mỗi người cần nhận thức được chuyển đổi số thì đó là cái chính là cái cách để cho chúng ta phát triển trong tương lai và bắt buộc phải thực hiện. Vấn đề thứ hai là yếu tố về mặt năng lực. Thì các nhà lãnh đạo công nghệ thông tin cũng như các doanh nghiệp trên thế giới phải đối mặt với những cái vấn đề thách thức chung, đó là thiếu hụt về những kỹ năng. Thì điều này nó tạo nên những cái, nó gồm những kỹ năng mềm, những kỹ năng cứng mà các doanh nghiệp chúng ta cần phải học hỏi và tiếp thu. Yếu tố thứ ba là yếu tố về văn hóa, đổi mới sáng tạo. Thì ngoài việc luôn học hỏi, trao dồi kiến thức thì mỗi người chúng ta phải có tinh thần nghĩ ra những cái mới, tạo ra cái mới để tạo cái sự thay đổi thì doanh nghiệp chúng ta mới tồn tại và phát triển. Vâng, cảm ơn ông Võ Hoàng Khai ạ. Cũng vấn đề này thì không biết thì ông Nguyễn Thanh Hùng có suy nghĩ như thế nào ạ? Theo tôi thì đây là một cái nhận định hoàn toàn chính xác. Thì như tôi đã nói, việc trao đổi đó, yếu tố nhận thức của chủ doanh nghiệp quyết định cho việc đầu tư vào chuyển đổi số. Và khi tiến hành thực tiễn chuyển đổi số đó thì nó sẽ tác động đến tất cả con người trong công việc, trong tổ chức cũng như là trong cái điều hành doanh nghiệp thông qua cái môi trường số và cái công cụ số. Lãnh đạo quản lý cấp trung là phải thay đổi phương thức điều hành, nhân viên cũng phải thay đổi cái thói quen của mình và phải học và làm quen với các cái ứng dụng công nghệ thông tin đã được trang bị. Và từ đây đó thì cái văn hóa tư duy sáng tạo nó sẽ phát triển và cái văn hóa doanh nghiệp nó cũng sẽ thay đổi theo. Mà thay đổi thói quen, thay đổi văn hóa là một việc làm khó. Chính vì vậy
thúc đẩy và đẩy nhanh cái chuyển đổi số, thì tôi nghĩ là chúng ta sẽ đạt được cái phát triển được, kể cả cái hiệu quả, kể cả cái văn hóa tư duy sáng tạo và văn hóa doanh nghiệp. Vâng, xin được cảm ơn chia sẻ của ông Nguyễn Thanh Hùng ạ. Thưa bà Võ Thị Huỳnh Mai ạ, từ đầu chương trình tới giờ thì chúng ta nói nhiều đến cái việc mà chuyển đổi số của doanh nghiệp trong giai đoạn hiện nay. Vậy thì chúng ta cần phải bắt đầu từ đâu thưa bà? Để tham gia vào cái việc chuyển đổi số thì ba yếu tố quan trọng đó là người lãnh đạo, xem như là người chủ doanh nghiệp, rồi bộ phận công nghệ thông tin và cái thành viên sẽ tham gia chuyển đổi số. Thì đối với từng yếu tố thì cái người đứng đầu cũng như là người chủ doanh nghiệp họ phải có một cái sự tư duy mới, một cái nhận thức mới để nắm được cái vấn đề chuyển đổi số để giúp cho doanh nghiệp theo kịp cái sự phát triển của khoa học công nghệ hiện nay. Trong xu thế hiện nay thì chuyển đổi số hay là đổi mới sáng tạo thì rất là quan trọng. Đặc biệt là các doanh nghiệp phải có cái tinh thần sáng tạo để xác định cái xu hướng mới và nhu cầu của thị trường. Rồi điều này sẽ giúp cho các cái đơn vị doanh nghiệp sẽ cải thiện cái dịch vụ hàng hóa, rồi nâng cấp các dịch vụ để phát triển thương hiệu một cách bền vững nhất. Đối với góc độ của chính quyền thành phố thì chúng tôi cũng luôn luôn đồng hành với các doanh nghiệp. Ủy ban nhân dân thành phố luôn tạo điều kiện tối đa để hỗ trợ các doanh nghiệp trong các hoạt động sản xuất kinh doanh, cũng như là tổ chức các cái hội nghị giao lưu, đối thoại định kỳ để lắng nghe các cái vướng mắc khó khăn của các doanh nghiệp và cái nguyện vọng của doanh nghiệp để từ đó tháo gỡ và giúp cho các doanh nghiệp chuyển đổi số thành công. Vâng, xin được cảm ơn bà Võ Thị Huỳnh Mai ạ. Thưa quý khán giả và thưa ba vị khách mời thân mến, chuyển đổi số không chỉ có vai trò quan trọng tại các doanh nghiệp mà còn đóng vai trò quan trọng trong các lĩnh vực khác của xã hội như là chính phủ, truyền thông đại chúng, y học, khoa học. Còn đối với nhà nước thì chuyển đổi số dùng dữ liệu và công nghệ số để thay đổi trải nghiệm người dùng với các dịch vụ do nhà nước cung cấp, thay đổi quy trình nghiệp vụ, thay đổi mô hình và phương thức hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước. Chuyển đổi số còn góp phần gia tăng năng suất lao động. Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai có quyết định số 5003 ngày 30 tháng 12 năm 2020 phê duyệt chương trình chuyển đổi số đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 của tỉnh. Theo đó thì tỉnh sẽ ứng dụng phát triển các nền tảng số, tạo cơ sở để các hệ thống ứng dụng dịch vụ để thực hiện chuyển đổi số nhanh hơn, giảm chi phí và tạo ra các hệ sinh thái chuyển đổi số. Vậy thì thưa ông Khai ạ, hiện nay thì việc thực hiện cái nghị quyết này đang được triển khai ra sao thưa ông? Thì kính thưa quý vị, thì vào ngày 28 tháng 3 2022 vừa qua thì Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Nai đã ban hành cái nghị quyết số 05 về việc là chuyển đổi số tỉnh Đồng Nai đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030. Thì sau khi cái nghị quyết này được ban hành á, thì ngành thông tin thông đã tham mưu Ủy ban tỉnh để triển khai một số cái nội dung để triển khai cái nghị quyết này vào cuộc sống. Thì đầu tiên á, là xây dựng cái kế hoạch tổ chức hội nghị triển khai cái nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số tỉnh Đồng Nai đến năm 2025 và định hướng năm 2030. Cái nội dung thứ hai là ngành tham mưu ủy ban tỉnh xây dựng cái dự thảo kế hoạch trình ủy ban tỉnh triển khai thực hiện để thúc đẩy mạnh mẽ vấn đề chuyển đổi số trên ba cái trụ cột chính, đó là chính quyền số, kinh tế số và xã hội số, để phù hợp với thực tiễn của tỉnh và đồng thời đảm bảo rằng nó phù hợp với định hướng chung của chính phủ. Thì ngoài ra còn tham mưu ủy ban tỉnh ban hành cái quyết định 1179 ngày 10 tháng 5 năm 2022 về việc phê duyệt cái đề án phát triển đô thị thông minh tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2022-2025 và định hướng 2030. Và tham mưu ủy ban tỉnh ban hành cái kế hoạch 109 ngày 16 tháng 5 năm 2022 về việc thúc đẩy người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2022. Thì ngoài ra thì ngành thông tin thông cũng là tham mưu của ủy ban tỉnh triển khai rất nhiều cái nội dung làm tiền đề cho việc phát triển chính quyền điện tử, tiến tới chính quyền số. Cụ thể là về công tác thông tin là tuyên truyền nâng cao nhận thức về cái công tác số, kỹ năng số. Hai, về thể chế là ban hành những kiến thức phát triển đô thị thông minh tỉnh Đồng Nai phiên bản 1.0, và là ban hành cái khung kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Đồng Nai
phiên bản 2.0. Vâng, xin cảm ơn phát biểu của ông Khai ạ. Thời gian qua thì tỉnh Đồng Nai đã và đang thực hiện các bước trong chuyển đổi số ở hầu hết các lĩnh vực từ quản lý nhà nước cho đến sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Và đối với doanh nghiệp thì không hẳn ai cũng thực sự là nhận thức được cái tầm quan trọng của ứng dụng công nghệ, bởi vì rất nhiều đơn vị vẫn đang vận hành theo cái kiểu mô hình kinh doanh cũ. Vậy thì Hội Tin học Đồng Nai sẽ có những cái hỗ trợ ra sao, thưa ông Nguyễn Thanh Hùng ạ? Thì đối với cái vai trò là cái hội nghề nghiệp về công nghệ thông tin, thì chúng tôi cũng đã phối hợp với Sở Thông tin về Truyền thông, các cái doanh nghiệp trên địa bàn và Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Đồng Nai cũng đã khởi động các cái chương trình đồng hành chuyển đổi số đối với doanh nghiệp. Cụ thể là ngày 25 tháng 11 năm 2020 á, thì Hội Tin học tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với VNPT tổ chức một cái hội thảo về trung tâm điều hành thông minh với sự tham gia của các sở ngành và 11 huyện, thành phố của tỉnh Đồng Nai. Và mới đây thì ngày 19 tháng 4 năm 2022 đó, thì Hội Tin học phối hợp cùng với lại Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Đồng Nai, chúng tôi tổ chức một cái hội thảo thúc đẩy chuyển đổi số doanh nghiệp năm 2022 với sự tham gia hơn 150 doanh nghiệp. Và đặc biệt trong cái hội thảo này đó, thì chúng tôi có 22 cái gian hàng giới thiệu cái sản phẩm công nghệ thông tin về chuyển đổi số ở tất cả các cái lĩnh vực. Chúng tôi cũng hiểu rằng là đây là cái bước ban đầu, và chúng tôi sẽ tiếp tục tổ chức các cái buổi tọa đàm, hội thảo chuyên sâu hơn và nó phù hợp với các cái đối tượng doanh nghiệp khác nhau. Tiếp theo thì đối với Hội Tin học á, thì chúng tôi sẽ tiếp tục kết nối rồi với các hội tin học bạn, đặc biệt là Hội Tin học Thành phố Hồ Chí Minh, để chia sẻ kinh nghiệm học tập, và chúng tôi kế thừa những cái thành công, những cái thành quả mà Hội Tin học Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai thực hiện cho thành phố về Đồng Nai. Chúng tôi cũng sẽ kết nối một cái mạng lưới chuyên gia, và đặc biệt là chúng tôi sẽ nghiên cứu các cái giải pháp, những cái sản phẩm mà chuyển đổi số có cái chất lượng cao cho doanh nghiệp. Và đặc biệt là chúng tôi sẽ đẩy mạnh cái vai trò tư vấn chuyển đổi số, giúp cho doanh nghiệp định hướng đúng, đi đúng, giảm thiểu rủi ro và mang lại hiệu quả cao. Vâng, xin cảm ơn ông Nguyễn Thanh Hùng ạ. Vâng, thưa quý vị, trong nỗ lực cụ thể hóa mục tiêu thực hiện chính quyền điện tử, mới đây thì thành phố Biên Hòa đã thực hiện di dời đơn vị và bộ phận tiếp nhận trả kết quả về chung trụ sở, nhằm mục đích triển khai hiệu quả cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, nhằm thực hiện hiệu quả mô hình 4 tại chỗ, gồm tiếp nhận, xem xét, thẩm định hồ sơ, trình phê duyệt kết quả đối với tối thiểu 50% số lượng thủ tục hành chính theo quy định hiện nay. Và trước khi tiếp tục với chương trình thì chúng ta hãy cùng xem một phóng sự ngắn sau đây. Ngày 7 tháng 2 năm 2022, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cùng các phòng ban chuyên môn của thành phố Biên Hòa chính thức dời về địa chỉ 225 đường Võ Thị Sáu, phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa. Theo đó, nơi này có 9 tầng lầu và 2 tầng hầm. Cụ thể, tầng 2 là trụ sở Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố Biên Hòa. Từ tầng 3 trở lên là các cơ quan chuyên môn của thành phố. Riêng tầng 1 là bộ phận tiếp nhận và trả kết quả với diện tích khoảng 1.800m², chia làm 3 khu vực, gồm căn cước công dân, đất đai, hộ tịch, đăng ký kinh doanh và các lĩnh vực còn lại. Mỗi khu vực tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban Nhân dân thành phố Biên Hòa đều bố trí khu vực tra cứu thông tin, thủ tục hành chính, ghế ngồi chờ, bàn viết công dân, máy lấy số tự động, màn hình hiển thị thông tin, vân vân, để thuận lợi cho người dân đến làm hồ sơ giao dịch. Đưa quy về một mối như thế này thì em cảm thấy thứ nhất về mặt cơ sở vật chất thì khá là khang trang rộng rãi. Thứ hai về việc lấy số và xếp số thì nó có thứ tự lần lượt rất là có quy trình. Làm như thế thì khiến cho người dân khá là thoải mái trong việc lấy số. Thứ nhất về mặt thiện cảm của người dân đối với là cơ quan chức năng. Thì em cảm thấy là khi mà đưa về đây một cái nơi khá là rộng rãi, thoải mái và đẹp đẽ như thế này thì em cảm thấy là đây là một điều rất tốt và có lợi.
cho không chỉ người dân và cả cơ quan chức năng nữa. Tôi thấy nơi đây thì hiện đại khang trang hơn, tiếp nhận nhanh hồ sơ của công dân. Không chỉ trang bị những tiện ích để hỗ trợ người dân trong quá trình giải quyết hồ sơ, thành phố Biên Hòa còn bố trí khu vực dành riêng cho người cao tuổi, khuyết tật, phụ nữ mang thai, ngay tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Hiện tại không chỉ nâng cao về cơ sở vật chất, nơi này cũng thường xuyên tổ chức đào tạo, nâng tầm chất lượng đội ngũ cán bộ công chức để hướng đến xây dựng nền hành chính hiện đại, phục vụ người dân tốt hơn. Vâng, thưa quý vị, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban Nhân dân thành phố Biên Hòa hiện được đánh giá là quy mô hiện đại và chất lượng nhất trong tỉnh Đồng Nai. Mỗi ngày thì số lượt truy cập giao dịch tại đây không dưới 700 lượt, nằm trong top đầu các địa phương có số lượng hồ sơ đầu vào cao nhất tỉnh. Vâng, thưa bà Võ Thị Huỳnh Mai, thành phố Biên Hòa hiện là địa phương đầu tiên và là duy nhất của tỉnh hoạt động các cơ quan, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của thành phố quy về một đầu mối. Người dân hiện đang đánh giá rất là cao. Vậy thì bà có thể chia sẻ rõ hơn về việc này không ạ? Trước đây như quý vị cũng đã biết thì bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của thành phố thì nằm tách biệt với trụ sở Ủy ban Nhân dân thành phố cũng như các phòng ban. Điều này thì chỉ thực hiện được cái việc tiếp nhận hồ sơ, sau đó sẽ phải chuyển hồ sơ về các cơ quan giải quyết, xong mới chuyển ngược lại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để phản hồi lại cho người dân. Điều này thì chưa có đảm bảo theo cái mô hình triển khai 4 tại chỗ, gồm tiếp nhận, xem xét, thẩm định hồ sơ, phê duyệt kết quả của theo quy định của chính phủ. Do vậy, Thường trực Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố cũng quyết định dời 12 phòng ban cũng như là 2 đơn vị sự nghiệp khác và bộ phận một cửa về địa chỉ 225 phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai để thực hiện cái giải quyết cơ chế một cửa liên thông trong cái việc giải quyết thủ tục hành chính, hướng đến xây dựng nền hành chính phục vụ cho người dân tốt hơn. Hiện tại thì với cái diện tích là 1.800 m², được chia làm 3 khu vực và có 32 quầy để phục vụ người dân trong giải quyết tất cả các thủ tục hành chính của thành phố. Thì hiện nay tất cả những cái quầy phục vụ đều đáp ứng được cái việc vận hành khoa học hợp lý, phục vụ tốt cho nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính của người dân thành phố. Và sắp tới đây thì thành phố cũng sẽ tổ chức triển khai cái quy trình số hóa và sử dụng kết quả số hóa kết hợp công việc đào tạo tập huấn để phục vụ tốt hơn cho việc giải quyết thủ tục của người dân khi đến là liên hệ. Dạ vâng, xin cảm ơn chia sẻ của bà Mai ạ. Vâng, thưa ông Võ Hoàng Khai ạ, thành phố Biên Hòa đã và đang đáp ứng rất tốt và kiện toàn bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Rõ ràng là cái mô hình này đang thật sự rất là cần thiết để hướng đến mục tiêu là hình thành đô thị thông minh, chuyển đổi số. Và liên quan đến vấn đề này thì theo ông Khai thì trong thời gian tới, thành phố Biên Hòa cũng như là các địa phương trong tỉnh của chúng ta cần lưu ý những gì thưa ông? Trong thời gian qua, ngành thông tin thông đã tham mưu với tỉnh đẩy mạnh cái vấn đề triển khai cái đô thị thông minh và chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh. Thì đối với cái đô thị thông minh đó, thì về cơ bản là đã hoàn thành cái môi trường pháp lý để chúng ta triển khai cho nó thuận tiện. Thế giờ gồm những cái văn bản có liên quan như là kiến trúc phát triển đô thị thông minh phiên bản 1.0 hay là cái đề án phát triển đô thị thông minh giai đoạn 2022-2025 và có định hướng đến 2030. Thì trước mắt thì trong thời gian vừa rồi thì ngành thông tin đã tham mưu trong tỉnh là triển khai thí điểm cái văn phòng thông minh ở văn phòng ủy ban tỉnh. Điểm thứ hai là triển khai cái đô thị thông minh ở ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa, và điểm thứ ba là triển khai cái mô hình ở thành phố Long Khánh. Thì trong thời gian qua thì triển khai mô hình và cũng đánh giá và để chúng ta đầu tư và triển khai nhân rộng trong thời gian tới. Vấn đề thứ hai là tham mưu an tỉnh ban hành kế hoạch thúc đẩy cái nền tảng số quốc gia để phục vụ cho chuyển đổi số. Trong đó thì chúng ta tập trung thí điểm một số cái nền tảng như là nền tảng công dân số, nền tảng y tế trực tuyến, v.v. Vấn đề thứ ba là sau khi đã hoàn thành những cái thí điểm
ở những cái trung tâm điều hành cấp tỉnh và các địa phương đó, thì đây có thể được xem là cái bộ não để chúng ta hoạt động chuyển đổi số và góp phần vào việc thực hiện cái nghị quyết 05 của Ban chấp hành tỉnh ủy về việc là tập trung mà chúng ta đưa cái tỉnh Đồng Nai phát triển cái chuyển đổi số ở lên thứ hạng 10 ở tầm quốc gia trong thời gian tới. Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ của ông Khai ạ. Một trong những mục tiêu lớn của chương trình chuyển đổi số tại Đồng Nai là phấn đấu cho đến năm 2025 thì kinh tế số sẽ chiếm 20% trong GRDP. Tỷ trọng kinh tế số trong từng ngành lĩnh vực sẽ đạt tối thiểu là 10%. Đồng thời thì 100% các đơn vị sự nghiệp công ứng dụng công nghệ thông tin trong giao tiếp với người dân, doanh nghiệp và áp dụng thanh toán trực tuyến. Và đặc biệt là Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai quyết tâm nâng cao chỉ số phát triển các trụ cột chính quyền số, kinh tế số và xã hội số của địa phương. Qua đó đạt mục tiêu nằm trong top 10 cả nước về công tác chuyển đổi số. Vâng, thưa ông Hùng ạ, những mục tiêu này nếu mà chúng ta muốn đạt được thì chúng ta cần phải có những giải pháp gì thưa ông? Tỉnh ủy thì cũng đã có cái nghị quyết 05 về chuyển đổi số cho tỉnh Đồng Nai từ năm 2025 đến năm 2030. Và Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đã ban hành cái kế hoạch chuyển đổi số của tỉnh. Thì lãnh đạo tỉnh thì quyết tâm vào cuộc để xây dựng cái chính quyền số, xã hội số và kinh tế số. Thì theo tôi thì trên cái tinh thần đó thì tỉnh sẽ có những cái chính sách, những quyết sách mới. Các sở ngành sẽ tham mưu cho lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh để mà sớm đưa cái kế hoạch chuyển đổi số đi vào cuộc sống. Về cái để làm được, đạt được các cái mục tiêu như trên đó, thì về cái giải pháp mà thực hiện chính quyền số đó, thì theo tôi thì muốn làm được cái này thì phải xây dựng, mở rộng cái hạ tầng số. Đối với tỉnh Đồng Nai là một cái tỉnh trọng điểm ở vùng kinh tế Đông Nam Bộ, tỉnh Đồng Nai cũng là một trong những tỉnh mà có một cái trung tâm tích hợp dữ liệu lớn do Sở Thông tin Truyền thông quản lý. Thì tôi nghĩ trong thời gian tới, đầu tư cái hạ tầng đủ năng lực để đảm bảo cho cái việc chuyển đổi số của tỉnh Đồng Nai. Bên cạnh đó thì trong thời gian qua, tỉnh ta cũng đã triển khai, như đồng chí Khai đã nói, chúng ta đã triển khai hai cái trung tâm điều hành thông minh ở thành phố và Biên Hòa và thành phố Long Khánh. Tôi nghĩ đây là hai cái dự án mà nó sẽ tập trung và nó sẽ là một cái hạt nhân, là một cái điểm nhấn để cho tất cả các huyện còn lại chúng ta phát triển các cái trung tâm điều hành thông minh trong cái thời gian sắp tới. Khi có các cái trung tâm điều hành thông minh thì nó sẽ có cái tác động rất lớn. Cái tác động thứ nhất là nó sẽ làm thay đổi cái nhận thức đối với lại cái kể cả cán bộ công chức, doanh nghiệp và người dân. Và chính cái thay đổi nhận thức này thì nó sẽ góp phần đẩy nhanh cái tốc độ mà chuyển đổi số cho chính quyền. Và tôi nghĩ thì bên cạnh cái việc đó thì cái việc mà tổ chức đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ, chuyên đề chuyển đổi số cho cán bộ, công chức, cho doanh nghiệp cũng là một vấn đề hết sức quan trọng. Và vấn đề thứ ba nữa thì để đẩy nhanh được cái này đó, thì cái việc mà truyền thông trong cộng đồng, trong xã hội bằng nhiều cái hình thức để từ đó thì nó đẩy nhanh cái tỷ lệ mà xử lý cái dịch vụ hành chính công cấp 3, cấp 4 phát triển cao hơn nữa. Đối với cái giải pháp về thực hiện kinh tế số thì chúng ta phải thực hiện cái chuyển đổi số trong cái lĩnh vực ngành, đặc biệt là chúng ta hỗ trợ chuyển đổi số cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn. Chúng ta phải có một cái bộ phận hay một cái trung tâm tư vấn về chuyển đổi số, giới thiệu các cái sản phẩm, các cái giải pháp có chất lượng cao cho doanh nghiệp. Đồng thời chúng ta cũng sẽ tổ chức đánh giá để chia sẻ các cái kinh nghiệm
thành công trong chuyển đổi số để nó lan tỏa trong cộng đồng, trong xã hội. Còn đối với cái giải pháp mà thực hiện xã hội số đó, thì cái việc mà triển khai chuyển đổi số ở các cái ngành trong thời gian vừa qua thì phải nói là tỉnh Đồng Nai của chúng ta cũng là một trong những tỉnh mà triển khai các cái dự án chuyển đổi số rất là tốt. Ví dụ như tôi nói là trong giáo dục, chúng ta cũng đã có cái triển khai cái học trực tuyến, rồi thư viện điện tử, rồi các cái trường học tiên tiến. Phải nói ngành giáo dục làm rất nhiều thứ trong cái chuyển đổi số. Rồi cái ngành y tế, cái việc khám chữa bệnh từ xa, rồi cái việc mà trao đổi trực tuyến trong cái chuyên môn của cái ngành y tế, vân vân. Rồi trong cái ngành nông nghiệp, rồi trong ngành giao thông, thì tôi cho là chúng ta đã có những cái bước đầu triển khai cái công cụ số này rất là tốt. Tuy nhiên để nó hoàn chỉnh và tiếp tục để triển khai cái việc này thì chúng ta tiếp tục triển khai các cái hệ sinh thái điều hành thông minh cho các ngành, tức là một cái hệ thống toàn diện để chúng ta điều hành thông minh đối với các ngành y tế, giáo dục, giao thông hoặc là thương mại, công thương v.v. Thì như thế thì cái chuyển đổi số chúng ta thì nó mới mang tính chất là toàn diện. Và cùng tôi cũng như tôi đã nói đó, thì bên cạnh những cái giải pháp chúng ta triển khai thì cái việc truyền thông đóng một vai trò cực kỳ quan trọng. Chính vì thế tôi nghĩ là chúng ta cũng sẽ tổ chức nhiều cái buổi tọa đàm, hội thảo chuyên đề hoặc là cái ngày hội chuyển đổi số để tuyên truyền đến người dân, cộng đồng và doanh nghiệp để mà tham gia cùng xã hội trong cái vấn đề chuyển đổi số. Thì để làm tốt được những cái việc này thì theo tôi thì cũng có những cái mấy cái việc. Cái thứ nhất thì như tôi đã chia sẻ từ ban đầu thì cái việc đào tạo nguồn nhân lực là vấn đề cốt lõi. Dù công nghệ cho tiên tiến đến đâu nhưng mà con người chính là cái người thực hiện vận hành khai thác, cho nên là cái việc là đào tạo nguồn nhân lực phải được ưu tiên hàng đầu. Mà cái đào tạo này ngoài cái việc cán bộ công chức thì có thể rằng là chúng ta cũng sẽ nghĩ đến việc là đào tạo tập huấn hỗ trợ cho doanh nghiệp trong vấn đề chuyển đổi số. Và tôi nghĩ thì để cái chuyển đổi số mà nó nhanh và tỉnh tạo điều kiện cho các cái doanh nghiệp thì có thể là chúng ta xây dựng các cái chương trình chuyển đổi số chuyên đề cho doanh nghiệp. Ví dụ như là một chương trình chọn ra 50 doanh nghiệp, tỉnh sẽ hỗ trợ từ khâu tư vấn, rồi giải pháp, rồi kể cả chi phí, rồi sau đó sẽ có cái đánh giá tổng kết để mà chia sẻ kinh nghiệm, để mà chúng ta lan tỏa cái vấn đề là chuyển đổi số đối với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Và tôi cũng có thêm một cái đề nghị nữa là chúng ta thúc đẩy, chúng ta tuyên truyền thì cũng nên hình thành một cái giải thưởng hoặc là một cái quỹ thi đua khen thưởng gì đó để động viên khuyến khích cho các tổ chức, các doanh nghiệp mà họ chuyển đổi số thành công. Và chúng ta sẽ lựa chọn một cái số cái loại công nghệ mới để đưa vào được xem như là trọng điểm rồi để chúng ta triển khai. Có thể là chúng ta chọn lựa cái công nghệ về phân tích dữ liệu hoặc là big data hoặc là trí tuệ nhân tạo, vân vân. Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của ông Nguyễn Thanh Hùng ạ. Và nói tới đây thì chắc có lẽ là Tiết Kha cũng như là quý khán giả và ba vị khách mời muốn biết là cho đến thời điểm này thì Đồng Nai đã đạt được những kết quả gì trong chuyển đổi số. Phóng sự sau sẽ giúp cho chúng ta có cái nhìn cụ thể hơn. Tính đến nay, 100% sở ban ngành địa phương trong tỉnh đã xây dựng và triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động phát triển chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng. 100% cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành công việc.
thực hiện gửi những văn bản điện tử thông qua trục liên thông tỉnh. Đồng Nai cũng đã hoàn thành việc nâng cấp, triển khai đồng bộ phần mềm một cửa điện tử, cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh tại các sở ban ngành, trung tâm hành chính công tỉnh và các địa phương. 100% cơ quan nhà nước đã có hệ thống mạng nội bộ, từ đó giúp cho việc trao đổi hoạt động giữa các cấp, các ngành và địa phương được nhanh chóng. Với sự đầu tư đồng bộ, đều khắp, việc ứng dụng công nghệ thông tin tại Đồng Nai đã mang lại những kết quả tích cực. Cũng trong năm 2021, Đồng Nai có hai địa phương hoàn thành thí điểm và đưa vào vận hành trung tâm điều hành đô thị thông minh là thành phố Biên Hòa và thành phố Long Khánh. Ngoài ra, hệ thống tổng đài dịch vụ công 1022 của tỉnh đến nay đã phát huy hiệu quả, đáp ứng nhu cầu của người dân và doanh nghiệp, góp phần cải thiện chỉ số cải cách hành chính của tỉnh. Trong thời điểm dịch Covid-19 diễn ra phức tạp, tổng đài 1022 đã phục vụ khoảng 100.000 lượt gọi của người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn, cần hỗ trợ, giúp cho chính quyền kịp thời xử lý các vấn đề y tế, an sinh xã hội, giao thông trong thời điểm toàn tỉnh thực hiện giãn cách xã hội. Theo kết quả đánh giá mức độ chuyển đổi số của các bộ tỉnh, DTI 2020 được Bộ Thông tin và Truyền thông công bố ngày 19 tháng 10 năm 2021. Đồng Nai xếp thứ 20 ở mức trung bình của cả nước. Trong đó, trụ cột chính quyền số, Đồng Nai xếp thứ 25. Thứ hạng của tỉnh ở hai trụ cột kinh tế số và xã hội số lần lượt là 29 và 16. Vâng, thưa quý vị, những kết quả như trên thật sự rất là quan trọng. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu mà có tên trong nhóm 10 hạng đầu về chuyển đổi số trong cả nước, thì thưa ông Khai, chúng ta sẽ cần có những cái giải pháp căn cơ nào ạ? Thì về chuyển đổi số là một cái xu thế tất yếu mà chúng ta phải thực hiện, không đảo ngược được. Thì trong thời gian qua là được sự chỉ đạo của tỉnh ủy, ủy ban về việc ra nghị quyết triển khai chuyển đổi số, đưa kế hoạch chuyển đổi số và tất cả các sở ban ngành cũng như các doanh nghiệp xây dựng cái kế hoạch để chúng ta làm chuyển đổi số đơn vị mình. Thì tuy nhiên muốn có cái chuyển đổi số thành công thì chúng ta phải quan tâm một số cái vấn đề như sau. Thứ nhất á, là chúng về thể chế thì chúng ta phải đi trước một bước. Thì hiện vừa rồi thì là chúng ta đã triển khai một số nghị quyết có liên quan. Vấn đề thứ hai á, là nhận thức chúng ta phải đóng vai trò quyết định. Chúng ta có nhận thức thì chúng ta mới chuyển đổi số thành công được. Còn nếu mà chúng ta còn lơ tơ mơ về nhận thức là chúng ta thua. Vấn đề thứ ba là chúng ta phải đặt cái người dân và doanh nghiệp là trung tâm, là tất cả các thủ tục liên quan để phục vụ người dân là chính. Thì khi đó thì chuyển đổi số nó mới thành công được. Về vấn đề thứ tư á, là tất cả các dữ liệu của chúng ta phải đảm bảo về cái an toàn bảo mật. Về an ninh mạng thì nó là cái yếu tố then chốt. Thì hiện nay tất cả dữ liệu nếu mà chúng ta bị mất đi hay là gì đấy thì nó rất ảnh hưởng đến doanh nghiệp cũng như các cơ quan ngành chính nhà nước. Vấn đề thứ năm là phát triển hạ tầng và ứng dụng cái nền tảng số là một cái giải pháp đột phá. Thì tất cả dữ liệu của chúng ta đều nằm trên đấy, mà nếu mà chúng ta không có cơ sở và hạ tầng liên quan thì chúng ta không có làm ăn gì được. Vấn đề cuối cùng là chúng ta phải đồng bộ với sự tham gia của người dân là cái yếu tố là quan trọng. Và có người dân tham gia, có doanh nghiệp tham gia thì cái chuyển đổi số của chúng ta mới đảm bảo thành công trong thời gian tới. Thì đó là một số cái nội dung có liên quan. Vâng, cảm ơn chia sẻ của ông Võ Hoàng Khai ạ. Vậy thì về góc độ của một nhà quản lý chính quyền địa phương, bà Mai có thể chia sẻ một số giải pháp mà Biên Hòa sẽ thực hiện để góp phần giúp cho tỉnh Đồng Nai của chúng ta hoàn thành mục tiêu chuyển đổi số không ạ? Với mục tiêu năm 2025 là Đồng Nai chúng ta trong top 10 địa phương dẫn đầu về chuyển đổi số, thì Biên Hòa cũng xác định là phải tham gia ngay và quyết liệt ngay từ đầu để công tác chuyển đổi số đạt hiệu quả và góp phần đưa nâng cái thứ hạng của tỉnh lên top 10. Với đơn vị là tham mưu cho Ủy ban Nhân dân thành phố về cái công tác chuyển đổi số, thì phòng văn hóa thông tin cũng đã tham mưu các cái kế hoạch chương trình theo từng giai đoạn, theo từng năm, và Ban chấp hành Đảng bộ thành phố cũng đề ra nghị quyết đưa ra các cái chỉ tiêu về chuyển đổi số trong năm 2022 để cho các đơn vị và các tổ chức đảng ở cơ sở tập trung thực hiện để đạt chỉ tiêu trong năm 2022. Thì trong giai đoạn hiện nay thì cái giải pháp chi tiết là thành phố Biên Hòa cũng đã phối hợp với VNPT Đồng Nai xây dựng trung tâm điều hành thành phố thông minh, hiện nay đã hoàn thành cái thời gian thí điểm
và chuẩn bị bước vào cái giai đoạn là lập chủ trương đầu tư ở giai đoạn 1. Đây là cái nền móng quan trọng trong cái công tác chuyển đổi số của địa phương, và trong thời gian vừa qua trong cái giai đoạn phòng chống dịch thì cũng đã phát huy rất là hiệu quả đối với cái trung tâm điều hành thành phố thông minh này, đã góp phần giúp cho lãnh đạo thành phố nắm được các cái chỉ số được tích hợp ở trung tâm điều hành thông minh để đưa ra những cái giải pháp phù hợp nhất. Và sắp tới đây thì Biên Hòa cũng sẽ ứng dụng các cái công nghệ thông tin phục vụ chuyển đổi số để tích hợp các cái dữ liệu, các cái số liệu vừa đúng, đủ, sạch và sống để phục vụ cho cái nhu cầu cũng như là công tác điều hành lãnh đạo của các đồng chí lãnh đạo thành phố. Trong thời gian tới thì trung tâm điều hành thành phố thông minh cũng sẽ tiếp tục được cải thiện để trở thành một khu chuyển đổi số chuyên biệt của thành phố, kết hợp điều hành và là nơi tổ chức các cái hội nghị, các cái điểm sinh hoạt của câu lạc bộ chuyển đổi số, thư viện điện tử để trao đổi những cái thông tin về công nghệ thông tin, rồi trao đổi những cái khó khăn vướng mắc về chuyển đổi số cũng như là tư vấn miễn phí cho các doanh nghiệp trong thời gian sắp tới. Cái chi tiết thứ hai đó là cái triển khai cài đặt app Biên Hòa Smart City. Đây là cái app công dân mà cũng đã phát huy cái tính hiệu quả trong thời gian chống dịch vừa qua, và cũng sẽ tiếp tục phối hợp với đơn vị vận hành để bổ sung thêm các cái nội dung cũng như các cái tính năng của app Biên Hòa Smart City, để trên cái ứng dụng đó người dân chỉ việc cài đặt cái app công dân này thì có thể liên kết tìm kiếm được những cái trạm xe buýt gần nhất, các cơ sở y tế gần nhất cũng như là trụ sở chính quyền địa phương hoặc là công an khi mà người dân cần liên hệ, hoặc là tra cứu những các cái hồ sơ thông tin về dịch vụ hành chính công cũng như là thuế hay là bảo hiểm xã hội thì người dân sẽ dễ dàng hơn trong cái việc truy cập với cái app Biên Hòa Smart City. Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của ba vị khách mời. Vâng, thưa quý khán giả thân mến, Việt Nam với dân số trên 96 triệu người và là nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất nhì khu vực. Dân số trẻ năng động và có khả năng tiếp cận công nghệ cao, nhanh chóng. Các chuyên gia đánh giá nước ta có tiềm năng rất lớn trong việc chuyển đổi số. Đây là những cơ hội mạnh mẽ để các doanh nghiệp Việt Nam tạo ra sự đột phá trên thị trường nhờ vào các chuyển đổi số. Và buổi tọa đàm này phần nào cũng đã giúp cho quý khán giả có cái nhìn khái quát về lộ trình, giải pháp hướng đến nền kinh tế số tại Đồng Nai. Và đến đây thì thời lượng của chương trình cũng đã hết. Một lần nữa thì Tuyết Kha xin được cảm ơn ba vị khách mời đã dành thời gian gần một tiếng đồng hồ vừa qua để đến với chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại quý khán giả trong chương trình kỳ sau.